Tiền trong tay bạn thì là của bạn, nhưng khi tiền ra khỏi tay của bạn, nó sẽ thuộc về xã hội chứ nó không thuộc về bạn nữa. Và nếu như chúng ta không biết cách kiểm soát, không biết cách giữ tiền, chúng ta sẽ bị mất tiền là chuyện bình thường. Thì trong video này hôm nay thì Dũng sẽ chia sẻ với các bạn cái góc nhìn với quan điểm của Dũng về câu nói là gì ạ? Tiền trong tay bạn là của bạn. Ok, đây là chủ đề hôm nay thì Dũng sẽ chia sẻ với bạn về chủ đề này. Và Dũng sẽ nói một cách dễ hiểu nhất. Thì bạn nào mà cũng đã từng được nghe về chủ đề này, hay là ai đó nói về cái chủ đề tiền trong tay bạn là của bạn, thì các bạn có thể comment nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau, nếu bạn xem rồi thì đây cũng có thể là một kênh bạn có thể tham khảo thêm, xem là góc nhìn của Dũng nó có giống những gì bạn đã nghe, bạn đã chia sẻ, bạn đã học hay chưa, đúng không? Để mà giải thích rõ về câu nói này thì chúng ta thấy rằng là hiện nay có rất nhiều người có tiền nhưng sao ạ? Không biết kiểm soát, không biết giữ, dẫn đến mất tiền. Và việc mất tiền này do gì ạ? Chúng ta có nhưng chúng ta không biết kiểm soát nó. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng, hợp lý. Thế thì tại sao lại nói là tiền trong tay bạn là của bạn, và khi nó ra khỏi tay bạn thì nó không thuộc về bạn nữa? Thì chúng ta hiểu như này, cái câu nói này có nghĩa là gì ạ? Đó là cái việc mà bạn trực tiếp, bạn kiểm soát, bạn nắm giữ được số tiền mà bạn đã mất rất nhiều thời gian công sức để bạn làm ra nó, đúng không? Nó quan trọng hơn rất nhiều so với việc làm sao chúng ta làm ra rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta không biết giữ nó thì chúng ta sẽ mất. Thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên. Một, tại sao tiền trong tay bạn lại là của bạn, còn nếu khi ra ngoài, đúng không? Thì chúng ta đặt câu hỏi tại sao. Ok, để trả lời câu hỏi này thì chúng ta thấy rằng là khi bạn làm được tiền, bạn cầm trong tay, nghĩa là bạn quản lý nó, đúng không? Là gì ạ? Chúng ta quản lý được tiền. Điều này thể hiện gì? Bây giờ chúng ta nhìn thấy nó này, rồi chúng ta có thể sử dụng này, và sao chúng ta nhìn thấy sử dụng, đúng không? Và chúng ta vận hành. Điều này có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chúng ta phải nhìn thấy cái đó nó trong tầm kiểm soát chúng ta, hay là chúng ta sử dụng được, chúng ta được phép sử dụng nó. Ví dụ như bạn có tiền mặt thì bạn có thể gì ạ? Dùng để bạn chi tiêu, đúng không? Bạn dùng và mua sắm, đúng không? Đầu tư. Và nếu như mà cái tiền này của bạn nó thành ạ, nó là tài sản, đúng không? Thì bạn có thể khai thác nó, đúng không? Bạn vận hành nó. Ví dụ bạn có một bạn có tiền, bạn mua một ngôi nhà, bạn cho thuê hoặc bạn làm văn phòng, thì bạn hàng ngày bạn có thể nhìn thấy nó, đúng không? Bạn quản lý nó, bạn cất nó, và mọi rủi ro là do bạn, đúng không? Thế thì chúng ta thấy rằng là cái tầm quan trọng của việc là gì? Chúng ta phải quản lý được tiền của mình. Thế nhưng mà tại sao mà nó khi ra khỏi tay chúng ta thì nó lại không thuộc vào chúng ta? Thì chúng ta thấy như này, vậy thì tại sao, đúng không? Khi ra khỏi tay thì nó lại không thuộc vào chúng ta. Thì chúng ta thấy là ví dụ nhá, chúng lấy ví dụ của bạn đi ạ. Ví dụ này, bạn có 100 triệu, nếu bạn để trong két sắt nhà bạn, đúng không? Nếu bạn để két sắt sao thì bạn nhìn thấy, giờ được và quản lý được. Nhưng mà khi đi thì bạn dùng cái 100 triệu này, bạn đi mua sắm, đúng không? Thì tiền chuyển sang người khác. Đến đây thì chúng ta lại đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì bạn sử dụng đồng tiền này làm sao cho hiệu quả? Ví dụ nếu như bạn sử dụng tiền này bạn mua sắm những cái gọi là tài sản thì sao? Thì nó sẽ tạo cho bạn tiền. Còn bạn mua tiêu sản thì là tiền mất đi, đúng không? Đó, đơn giản vậy thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ giải thích được lý do, giải được câu hỏi tại sao, đúng không? Và đây là chúng ta đang nói là về cái việc mà tiền nó ra khỏi tay chúng ta. Thì Dũng sẽ đi sâu hơn để Dũng phân tích các bạn như này, các bạn dễ hiểu hơn. Thường thì tiền thì chúng ta sẽ dùng vào gì ạ? Tiền thì dùng làm gì? Từ đây chúng ta sẽ biết ra được cái lý do đó. Một là tiêu dùng, đúng không? Thứ hai gì ạ? Đầu tư. Thứ ba là cho đi. Cho đi có thể từ thiện hay bạn làm cái gì. Thế ở video này thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào gì ạ? Ở hai góc độ này, tiêu dùng và đầu tư. Thì trong trường hợp nào tiêu dùng thì chúng ta quản lý được tiền, còn trong đầu tư trường hợp nào chúng ta quản lý được, còn trong trường hợp nào chúng ta không quản lý được và chúng ta sẽ bị mất tiền? Thì chúng ta sẽ đi sâu vào cụ thể nhé. Chúng ta sẽ đi đầu tiên là liên quan đến phần tiêu dùng. Tiêu dùng như này thì chúng ta sẽ có hai cái này, các bạn lưu ý nhé. Một, đúng không ạ? Chúng ta mua sắm. Thứ hai là gì ạ? Chúng ta chi tiêu hàng ngày. Đến đây thì nhiều bạn sẽ hỏi chi tiêu nhà ai, chẳng phải chi tiêu mua sắm nhà ai, chẳng phải mua sắm nữa. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta biết chi tiêu và mua sắm nó có mục đích, có thông minh thì chúng ta sẽ không bị mất tiền nhá. Dùng ví dụ nhá, ví dụ mua sắm đi, vẫn đến 100 triệu, bạn sao? Bạn ví dụ bạn mua này máy tính này để làm gì? Phục vụ cho công việc của bạn, đúng không ạ? Thì cái này nó tạo ra tiền, đúng không ạ? Nhưng nếu mà bạn mua máy tính, vẫn là mua máy tính, đúng không ạ? Nhưng để chơi game thì điều này là sao? Nó không tạo ra tiền cho bạn mà sao còn mất đi, mất tiền này,
mất thời gian này. Ok rồi, bạn nào đồng ý với tôi như vậy không? Đến đây thì dường như chúng ta sẽ mất cả tiền, mất cả thời gian, đúng không? Vậy trong trường hợp này chúng ta làm sao? Đó, chúng ta lựa chọn việc mua máy tính cho phục vụ công việc. Ok, còn này chúng ta phải cân nhắc khi là chúng ta thừa ngân sách và có, chúng ta có một ngân sách riêng thì ok. Đó, tiếp tục đến một trường hợp nữa. Ví dụ ạ, bạn mua những tiêu sản đi. Tiêu sản các bạn hình dung là nó là những cái thứ mà chúng ta mua nhưng nó không tạo ra tiền cho chúng ta. Ví dụ bạn đồ xa xỉ này, hàng hiệu này, nước hoa rồi thì đồng hồ. Những cái thứ này liệu nó có tạo ra tiền cho bạn không? Có trường hợp sẽ tạo ra nhưng có trường hợp thì không, đúng không ạ? Bởi vì những trường hợp tạo ra thì nếu như họ muốn đánh bóng tên tuổi thương hiệu họ thì họ sẽ dùng những đồ này. Ok, Dũng không có vấn đề gì. Nhưng Dũng đang nói đây là đại trà. Và những thứ gì mà khi mà chúng ta vẫn còn sử dụng được thì hãy cố gắng chúng ta tận dụng sử dụng nó. Chúng ta hạn chế cái việc mua tiêu sản đó, mà chúng ta chỉ mua gì ạ? Mua những tài sản thôi. Tài sản ví dụ như bạn có tiền đúng không ạ? Bạn có tiền bạn có thể gì? Bạn mua cho mình một căn hộ bạn cho thuê, bạn mua cho mình một ngôi nhà bạn cho thuê. Bạn có tiền hàng tháng và tiền đó vẫn nằm trong tay bạn, bạn vẫn quản lý được, bởi tiền của bạn chuyển dịch từ tiền mặt sang tài sản. Thế không? Còn về chi tiêu này sao? Chi tiêu này chúng ta phải chi tiêu có mục đích. Nếu như chúng ta chi tiêu không mục đích thì chúng ta sẽ bị mất tiền. Ví dụ bạn thì mời đối tác đi cà phê đúng không? Đi cà phê rồi thì ăn tối. Thì việc này làm sao? Phục vụ cho công việc, ok, không vấn đề gì. Nhưng nếu như mà những cái trận cà phê đúng không? Cà phê chém gió rồi thì ăn nhậu sao? Lại còn thách nhau đấy chứ. Điều này sao? Tốn tiền, sức khỏe ảnh hưởng, mất thời gian. Bạn có làm không? Tất nhiên là có bạn ấy vẫn làm. Thì nói chung là cái này nó phụ thuộc vào góc nhìn quan điểm mỗi người. Nhưng cái điều này sẽ làm bạn mất tiền chứ bạn không có tiền, đúng không? Rồi, chúng ta đã xong phần tiêu dùng. Sang phần chi tiêu thì sao? À, phần đầu tư thì sao? Và sẽ sang phần đầu tư này. Đầu tư thì bạn đầu tư cái gì thì bạn vẫn còn giữ được tiền mà tiền vẫn là của bạn. Có thể bạn mua nhà, em muốn bất động sản này. Bạn gì? Mua xe ô tô để chạy để mà làm kinh doanh, đúng không? Thế sao nữa? Bạn có thể mua vàng, có thể kim cương. Thì những cái thứ này bạn chỉ chuyển từ tiền mặt của mình sang dạng tài sản thôi. Thì nó vẫn thuộc quản lý của bạn, đúng không ạ? Thế nhưng mà có một cái loại hình này này mới là cái loại hình mà chúng ta cần phải lưu ý này. Là sao? Đầu tư này. Gọi là đầu tư gì ạ? Theo hội nhóm này. Sao nữa? Đầu tư gì ạ? Có thể là những cái dạng là đầu tư làm giàu nhanh. Nhờ gọi nhờ đầu nhờ chơi cổ phiếu hộ, nhờ chơi trái phiếu hộ, nhờ chơi forex này. Đúng không ạ? Thì toàn bộ những cái gì mang tính chất là nhờ cộng với hộ. Các bạn nhớ nhá. Nhờ cộng hộ thì các bạn sẽ mất tiền, khả năng mất tiền rất lớn, đúng không ạ? Bởi vì gì? Nếu như mà họ làm được, đúng không ạ, thì sao họ lại phải đi làm cho bạn? Được thì bạn cũng được một phần nào đấy, nhưng mất thì bạn mất hết, đúng không ạ? Thế do trường hợp này là gì? Đấy thì tiền khỏi những tay chúng ta là ta mất thôi. Và kể cả nhá, kể cả các bạn đem đi gửi ngân hàng, kể cả bạn gửi ngân hàng nhá, khi ngân hàng phá sản bạn được có 75 triệu thôi, bạn gửi 1 tỷ bạn thu về được 75, nếu mà ngân hàng phá sản, đúng không ạ? Thế thì vậy thì đây có phải là rủi ro? Thế còn những cái mà nếu ví dụ chúng ta có tiền rồi chúng ta chuyển sang đầu tư. Đầu tư là gì? Đầu tư là chúng ta chuyển sang dạng tài sản. Thì bạn không bao giờ bị mất, bởi vì ví dụ bạn mua đất đúng không? Thị trường nó có lên có xuống như đất nó vẫn nằm đấy. Bạn vẫn có giấy tờ đấy. Hoặc là sao? Bạn đầu tư vào các mô hình kêu gọi hợp tác đúng không? Họ cam kết lợi nhuận, nhưng vấn đề là khi mà hợp tác kinh doanh thì lợi nhuận lúc mà thua lỗ thì bạn mất tiền thôi. Họ cũng mất tiền, nhưng mà vấn đề là của họ, họ còn rất nhiều cổ đông khác. Đến đây thì chúng ta có thể kết luận là tiền trong tay bạn thì của bạn, còn nó ra khỏi tay bạn là bạn mất tiền. Đó. Và bạn nào đồng tình với mình cái quan điểm này thì cũng có thể để lại phần comment, phần bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi, đúng không? Chủ đề này Dũng nghĩ là rất là hay. Đây thì bởi vì thời gian không nhiều, Dũng chỉ chia sẻ một vài góc độ thôi. Còn có rất nhiều các vụ khác nữa, rất nhiều tình tiết khiến các bạn mất tiền mà bạn không nghĩ rằng chúng ta phải mất tiền. Đó. Và bạn thấy rằng là video này hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè mình, đồng đội mình hoặc là đối tác mình, để các bạn có thể là gì, cũng có thể biết được là tại sao lại như vậy. Và bài học rút ra thì tiền trong tay tôi thì tôi quản lý, tôi cảm thấy nó chắc chắn, tôi cảm thấy gì nó yên tâm, tôi đầu tư và tự tôi phải là người ra quyết định, các bạn hiểu nhá. Và để làm được điều này thì bạn cần phải có kiến thức, bạn cần phải học để bạn biết là đầu tư cái này được không, đầu tư cái này được không, đúng không ạ? Đầu tư an toàn không, đầu tư với ông A, ông B an toàn không, phải làm nào để kiểm tra được ông ấy an toàn, đúng không ạ? Thế do vậy thì chúng ta cần phải học, học rất nhiều thứ, đúng không ạ?
Trong đầu tư thì chúng ta cần học rất nhiều thứ. Và bạn muốn học hỏi thì bạn có thể tham gia nhóm Zalo với Dũng. Dũng sẽ để phần đường link các câu hỏi của bạn có thể tương tác với Dũng. Và hy vọng là video này sẽ giúp được bạn nhận ra điều gì đó để bạn có thể giữ tiền mình và nhân tiền một cách hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau với những chủ đề hay và hấp dẫn.